Rồi, cơ giới Hai Đăng xin chào tất cả bà con nha, chào các anh em cơ giới, bà con khắp mọi miền đất nước. Thì cũng lâu lắm rồi em mới có lên video lại cho bà con xem cái dòng EX60 triệu năm này. Bên em nhập về lâu nay cũng nhiều nhưng mà cứ về con nào bán con đó không kịp mà quay lên cho bà con xem đâu. Thì hôm nay cũng có một con về rồi mà chưa bán, chưa có khách hỏi cho nên em review lên bên đây, em quay lên cho bà con xem, thứ ai cần thì cứ alo. Còn một con 60 triệu năm duy nhất luôn, con này còn zin bét luôn. Thì nói lòng vòng làm gì, em sẽ quay cái con này chi tiết cho bà con luôn, em vừa quay vừa báo giá luôn cho bà con tham khảo nha. Rồi bà con hãy theo dõi video của em rồi nha. Nếu mà bà con anh em nào cần cái dòng này thì cứ alo cho em số điện thoại trên màn hình, thì em sẽ kết nối Zalo và gửi hình chi tiết cho bà con xem kỹ hơn nha. Còn theo dõi video thì để em quay vào những chi tiết coi sơ qua nha. Cơ giới Hải Đăng xin kính chào quý khách, tự hào là đơn vị uy tín hàng đầu. Chúng tôi chuyên mua bán và trao đổi các dòng xe cơ giới như máy xúc, máy lưu, máy ủi và cung cấp phụ tùng chính hãng từ các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản với tiêu chí mua thật, bán thật, giá trị thật. Hải Đăng cam kết mang đến cho quý khách những sản phẩm chất lượng cao và hoàn hảo nhất. Xin liên hệ hotline 0383 641 461, 0901 540 847. Địa chỉ hẻm 301 Bùi Hữu Nghĩa, Tân Vàng, Biên Hòa, Đồng Nai. Cơ giới Hải Đăng, bền bỉ chất lượng. Đây là con Hitachi EX60 triệu năm nha. Bên em giờ chỉ còn duy nhất một con này thôi, không có lam nha. Con này thì em mới về sau chưa có khách cho nên em quay cho bà con tham khảo luôn. Ai cần thì cứ alo em. Con này thì nó, em bảo đảm là nó zin bét 100% luôn nha. Bên này thì bên em dặm tút khoảng 10% thôi, dặm cái nắp cốp, quạt cốp phía cái bơm với lại dưới chân cabin chút xíu đó, nhiều đó thôi, còn tất cả zin bét nha, vào zin bét nha. Bên em thì bên cũng mới vừa dọn xong, con này thì vào chưa rắc má, bạc ắt cần thì nó nguyên zin hết rồi, không lơ không, vào zin đẹp lắm. Em này thì cũng có đường búa thì cũng có sẵn luôn nha nè, nước sơn là còn zin bét hết đây nè. Thì bên em có dặm nhẹ với xung quanh cái cabin nè, nhẹ xung quanh cabin một xíu với lại cái nắp cốp nè, chân chẳng là còn láng lẫy luôn, nó không có dấu hiệu mục nát, xích là mọc ác, xích là không có bể dấu hiệu bể mòn đó. Lá ba tê thì hồi tuyệt đỉnh rồi, không còn nói dàn chân nè, dàn chân là phải còn nước sơn dính luôn nha bà con nè. Cái bình của nó thì đang bọc cái ghế nè, đang tháo ghế ra để đi bọc lại cho nó mới nè, chưa ráp ghế vô. Thì một hồi nó thì em cứ quay chi tiết xung quanh đây xong rồi em sẽ nổ máy và test cho bà con anh em xem luôn. Chân trắng xích bên đây cũng vậy nữa, rất là liền lạc này. Ba tê xích thì cao, chân thì không mục nè. Bơm là còn nguyên zin, motor ga vẫn còn hoạt động rất là bình thường luôn nha, rất là tốt đó. Bơm zin thì bên đây là tất cả là còn zin hết luôn, kể cả nước sơn vẫn còn zin nè đó. Nhìn cái đít đằng sau là bà con biết cái nước sơn còn zin như thế nào rồi. Mâm bảo đảm bên em cam kết là không rơ không nhịp nha, dàn chân còn nước sơn zin nè, nắp sàn nắp là còn đầy đủ, không thiếu gì hết luôn, zin từ đầu tới cuối luôn nha. Đây ụ quay nè, con tắc rồi, em bảo kê 100% là nguyên zin hết luôn nha, còn nguyên zin không có cái gì hết luôn. Đây chúng máy đi xăng luôn nè, máy đẹp thì hồi hồi đó thì cũng sẽ nó cabin nè, còn con bộ là còn nước sơn zin hết. Một hồi nói thì em sẽ nổ máy test cho bà con xem tất cả mọi thứ mọi chi tiết luôn.
TX60 trừ năm không có lam nha. Xe thì là cũng nguyên zin nguyên bản. Nó bị ngược sáng hơi tối một xíu nha. Rồi thì chắc nói đến đây thì tất cả bà con cô bác thì chắc là ai cũng chỉ có đang trông mong một điều duy nhất, đó là sẽ báo giá. Thì em cũng báo giá cái với con này cái giá công khai luôn cho bà con anh em luôn nha. Thì 60 triệu năm nè, 60 triệu năm không có lam nha. Con này là cam kết zin đét luôn, zin hơn 90% luôn nha. Từ máy móc, bơm mộng và nước sơn, tất cả mọi thứ là zin hết. Thì con này giá nó hơi nhích hơn những cái con lúc trước một xíu. Thì con này em xin báo giá công khai với bà con là 365 triệu. 365 triệu chắc chắn là sẽ có thương lượng, có bớt cho bà con anh em, nếu bà con anh em nhảy nha. 365 triệu với một con ở 60 triệu năm nó nguyên zin như thế này mà không có lam nha, tất cả còn đẹp lắm. Thì em sẽ đổ máy, giặt hết cho bà con. Nổ máy gì test cho bà con nghe luôn. Đây, em sẽ nổ máy trước và test cho bà con nha. Motor ga là còn đầy đủ nha. Rồi, máy nổ nha. Motor ga là còn hoạt động tốt nha. Rồi em sẽ lên quay cái máy cho bà con xem, xong rồi em cắm máy em test luôn. Rồi máy thì đang nổ nha, máy đang nổ, giang tay nhẹ nhàng cho nó. Rồi em chắc em để em cắm máy em test cho bà con xem luôn. Chân chạy nó chạy như ngựa, quay chóng mặt luôn. Rớt nắp sàn.